áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô chào các con, hôm nay chúng mình lại gặp nhau trong giờ học tiếng Việt rồi. Trước khi đến với bài học, cô cùng các con hãy khởi động một chút nhé. Chúng mình hãy đến với trò chơi vòng quay kỳ diệu. Chúng mình sẵn sàng chưa? Cô cùng các con hãy đến với vòng quay nào. Hôm nay chúng mình có một vòng quay thật hấp dẫn. Trên mỗi ô chúng mình có vần, có tiếng. Các con hãy tham gia quay vòng quay cùng cô nhé. Các con cùng đọc nào. Chợt. Chợt. Chúng ta đến với vòng quay thứ hai. Các con đọc cùng cô. Tốt. Tốt. Chúng mình chơi tiếp nào. Chúng mình lại được tiếng chợt. Các con hãy đến với vòng quay tiếp theo. Các con hãy đọc vần ớt. Và trò chơi của chúng ta sẽ tiếp diễn sau khi các con hoàn thành bài học hôm nay nhé. Còn bây giờ, cô cùng các con hãy đến với bài học. Hôm nay chúng mình đến với bài 50, ôn tập và kể chuyện. Nào, cô mời các con hãy cùng ôn tập nhé. Trước hết, chúng mình đến với phần đọc. Và hôm nay chúng mình hãy hoàn thành bảng vần sau. Và các con chú ý trên bảng này có các âm ở hàng ngang và các âm ở cột dọc. Chúng mình sẽ ghép âm ở hàng cột dọc với âm ở hàng ngang để được vần. Chúng mình có A, C, Ác. A, T, Ác. A, C, Ác. A, T, Ác. Và tương tự như thế, các con hãy cùng cô hoàn thành các vần còn thiếu nhé. Các con ạ, âm ơ chúng mình không kết hợp với âm cơ nên chúng mình không có vần này. Ớt. Úc. Ức. Như vậy, các con đã hoàn thành xong bảng vần mà trong tuần qua chúng mình đã học. Bây giờ, cô mời các con hãy đọc lại các vần nhé. Ác. Ác. Các con hãy quan sát ở cột vần thứ nhất này, xem có điểm nào giống nhau và điểm nào khác nhau. Tương tự với cột vần thứ hai. Các con đã có câu trả lời chưa? Và chúng ta thấy ở cột thứ nhất, các vần đều giống nhau là có âm cờ đứng sau, còn khác nhau là các âm đứng trước của mỗi vần. Tương tự với cột vần thứ hai cũng như thế, chúng ta thấy điểm giống nhau là các vần đều có âm tờ đứng sau, còn điểm khác nhau ở mỗi vần có âm đứng trước khác nhau. Như vậy, các con ghi nhớ các vần chúng mình đã học để chúng mình đọc tiếng, đọc từ ngữ cho tốt nhé.
Các con hãy đọc lại vần một lần nữa nào. Chúng ta hãy sang với phần tiếp theo. Hôm nay bầu trời rất đẹp, nhưng các vì sao còn chưa dậy. Con hãy cùng chú khủng long gọi các vì sao tinh tú dậy nhé. Chúng mình cùng gọi ra nào. Các con hãy đọc to từ ngữ trên mỗi ngôi sao. Bật lửa, lọ mực, hạt thóc, lác đác, quả ớt, đôi mắt, xúc giác, gót chân, cột mốc, giấc mơ. Như vậy, con đã gọi các vì sao đầy bầu trời rồi. Và chúng mình hãy đọc lại các từ ngữ nhé. Bật lửa, lọ mực, hạt thóc, lác đác, đôi mắt, gót chân, quả ớt, cột mốc, xúc sắc, giấc mơ. Các con đã đọc từ ngữ rất tốt đấy. Và cô mời các con hãy tìm xem trong mỗi từ ngữ có những tiếng nào mà chúng mình thấy có vần chúng ta vừa ôn tập. Các con đã có câu trả lời của mình chưa? Chúng mình thấy ở mỗi từ ngữ đều chứa vần ôn tập đấy các con ạ. Cô ví dụ từ bật lửa, chúng ta có tiếng bật chứa vần ất. Từ lọ mực, chúng mình có tiếng mực chứa vần ức. Tương tự với các từ ngữ khác, các con tự nêu nhé. Và các con hãy đọc lại một lần nữa những từ ngữ nào. Bây giờ, cô cùng các con hãy đến với phần đọc đoạn. Hôm nay, chúng mình sẽ đọc đoạn văn. Hãy đọc to cùng cô nào. Gà mẹ dẫn đàn con đi ăn, chốc chốc tìm thấy mồi. Gà mẹ tục tục gọi con, đàn gà con chạy lại chen chúc nhau ăn rồi rúc vào bên mẹ. Gà mẹ ủ ấm cho các con. Trong đoạn văn này có mấy câu? Các con hãy nhẩm đọc tìm câu cùng cô nhé. Chúng mình có hết câu 1, hết câu 2 và hết câu 3. Như vậy, chúng ta thấy đoạn văn gồm có 3 câu. Và con lưu ý cách đọc. Trong mỗi câu, nếu gặp dấu phẩy, các con ngắt hơi. Khi hết câu, chúng mình có dấu chấm câu. Hết câu thì chúng ta nghỉ hơi. Các con hãy chú ý để đọc đúng nhé. Nào, bây giờ các con hãy đọc to đoạn văn nhé. Gà mẹ dẫn đàn con đi ăn, chốc chốc tìm thấy mồi. Gà mẹ tục tục gọi con, đàn gà con chạy lại chen chúc nhau ăn rồi rúc vào bên mẹ. Gà mẹ ủ ấm cho các con. Trong đoạn văn này, con hãy tìm những tiếng từ ngữ có chứa vần chúng mình ôn tập nào. Các con tìm ra chưa? Chúng mình hãy cùng so sánh với cô nhé. Chúng ta thấy ở câu 1 có từ chốc chốc. Con hãy đọc lại nào. Chốc chốc. Trong từ này, chúng ta thấy có vần ốc. Chúng ta vừa ôn tập đấy. Chúng mình tìm tiếp theo. Tục, tục. Trong câu 1, chúng mình còn thấy có từ tục, tục. Đây là tiếng gọi của gà mẹ.
Và chúng ta thấy mỗi tiếng có vần úc mà chúng mình đang ôn tập. Chúng mình tìm tiếp nào. Chúng mình thấy tiếng chúc. Tiếng chúc cũng chứa vần úc. Tiếp theo, chúng ta thấy có tiếng rúc. Và chúng mình có tiếng các chứa vần ác. Như vậy, đây là những từ ngữ và tiếng chứa vần hôm nay chúng mình ôn tập đấy các con ạ. Các con hãy đọc lại các từ ngữ và tiếng đấy nhé. Chốc chốc, tục tục, chúc rúc, các. Cô mời các con đọc lại đoạn văn một lần nữa nào. Vậy các con đã đọc đoạn văn chắc rất tốt đấy. Bây giờ các con hãy trả lời cô một số câu hỏi sau. Các con thấy gà mẹ dẫn đàn con đi đâu? Tìm thấy mồi, gà mẹ làm gì? Gà mẹ đã làm gì cho đàn con? Và theo con, gà mẹ giống với người mẹ ở điểm nào? Các con thân mến, gà mẹ dẫn đàn con đi ăn. Gà mẹ tìm thấy mồi, bèn gọi các con lại để ăn. Gà mẹ gọi con bằng tiếng gọi tục tục. Và gà mẹ đã che chở cho đàn con. Khi đàn con đã được ăn no, chúng mình thấy gà mẹ giống với người mẹ của chúng ta là rất yêu thương các con của mình, đã dành những gì tốt nhất cho con và luôn che chở cho con. Các con hãy đọc lại đoạn văn thật nhiều lần nhé. Và bây giờ, cô cùng các con hãy đến với phần học tiếp theo. Đó chính là viết. Chúng ta hãy lấy vở tập viết của mình ra và đến với bài viết hôm nay. Bài 50. Các con sẽ thực hiện viết câu hạt thóc nảy mầm. Các con chú ý, ở đây trong bài hôm nay có tiếng hạt, có chữ hờ được viết hoa. Đây là chữ đầu câu. Và trong vở chúng mình chỉ việc tô lại chữ hờ và các con viết tiếp dòng viết của mình nhé. Các con đã hoàn thành bài viết của mình rồi. Bây giờ chúng mình hãy cùng thư giãn trong một vài phút nhé. Và cô mời các con hãy đến với phần học tiếp theo. Các con hãy đến với phần 3 kể chuyện. Hôm nay chúng mình sẽ đến với câu chuyện bài học đầu tiên của thỏ con. Câu chuyện được kể như sau. Bài học đầu tiên của thỏ con. Từ khi sinh ra, thỏ con chỉ ở trong hang. Một hôm, thỏ con xin phép mẹ được ra ngoài chơi. Thỏ mẹ dặn con: "Con chơi ngoan nhé, nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn." Thỏ con vâng vâng dạ dạ, rồi tung tăng chạy vào rừng. Mải lắng nghe chim sơn ca hót,
Thỏ con va phải anh sóc. Thỏ con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói: "Cảm ơn anh sóc." Sóc ngạc nhiên: "Sao thỏ con lại cảm ơn? Phải nói lời xin lỗi chứ." Mải nhìn khỉ mẹ ngồi chải lông cho khỉ con nên thỏ con bị trượt chân, rơi xuống một cái hố sâu. Thỏ con sợ quá kêu thất thanh: "Cứu tôi với!" Bác voi từ đâu tới, liền đưa voi xuống hố và nhấc bổng thỏ con lên. Thỏ con luôn miệng: "Cháu xin lỗi bác voi, cháu xin lỗi bác voi." Bác voi cũng rất ngạc nhiên: "Sao thỏ con lại xin lỗi? Phải nói lời cảm ơn chứ." Về nhà, thỏ con tíu tít kể lại những chuyện đã xảy ra và khoe với mẹ: "Mẹ ơi, con hiểu rồi. Nếu làm sai điều gì, con phải nói lời xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn." Cô đã kể cho các nghe, con nghe toàn bộ câu chuyện rồi. Vậy bây giờ các con hãy suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Con hãy quan sát tranh. Ở tranh 1, các con hãy nêu xem trước khi thỏ con đi chơi, thỏ mẹ dặn dò điều gì? Ở tranh 2, khi va vào anh sóc, thỏ con nói gì? Ở tranh 3, được bác voi cứu, thỏ con nói gì? Và tranh 4, thỏ con đã hiểu ra điều gì? Các con thân mến, khi thỏ con đi chơi, trước khi ra khỏi nhà, mẹ đã dặn thỏ con phải biết nói lời xin lỗi nếu con làm sai điều gì, và con phải biết nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ. Thỏ con vâng vâng dạ dạ rồi ra khỏi nhà đi chơi. Vì mải chơi nên sóc con đã va phải anh sóc. Thỏ con lại tíu tít nói lời: "Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh." Như thế, sóc rất ngạc nhiên nên sóc đã nói: "Sao em lại cảm ơn? Em phải nói lời xin lỗi chứ." Khi mải nhìn khỉ chải lông cho con, thỏ con đã rơi xuống hố và thỏ con kêu cứu, được bác voi giúp đỡ, thỏ con lại nói: "Cháu xin lỗi bác, cháu xin lỗi bác ạ." Và bác voi cũng rất ngạc nhiên: "Vì sao thỏ lại nói lời xin lỗi?" Và bác nhắc nhở: "Thỏ con phải nói lời cảm ơn chứ." Và về nhà, thỏ con đã tíu tít kể lại cho mẹ nghe những chuyện thỏ con đã gặp khi đi chơi, và thỏ con nhận ra một điều: phải nói lời xin lỗi nếu làm phiền người khác và nói lời cảm ơn khi được ai đó giúp đỡ. Vậy qua câu chuyện này, con ghi nhớ điều gì? Con đã thực hiện được nói lời cảm ơn khi được ai đó giúp đỡ chưa? Và chúng mình đã nói lời xin lỗi khi làm phiền người khác chưa? Cô tin chắc các con sẽ làm rất tốt và còn tốt hơn bạn thỏ phải không nào? Con hãy kể câu chuyện chúng mình vừa nghe cho ông bà, bố mẹ nghe nhé. Và bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con chăm ngoan.
Biết nói lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc. Cô chào, tạm biệt và hẹn gặp các con trong giờ học sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.